Chào cả nhà, hôm nay mình chia sẻ với cả nhà một cặp vú sữa nhà mình rất là đẹp. Đó, cả nhà thấy không? Một cặp vú sữa này nhìn rất là tương đồng. À, cả nhà biết giống vú sữa này vú sữa gì không ạ? À, đây là vú sữa bơ hồng. Thì có ai sành về ăn vú sữa cũng biết, vú sữa bơ hồng á thì màu sắc trái rất là đẹp, trái rất là to và đặc biệt ăn rất là ngon. Thì đây là một cặp vú sữa bơ hồng có cái hình dáng rất là đẹp, cây thì rất là tương đồng và có thể là một cái cổng. Đó, cây như vậy nè cả nhà, thì mình có thể chui qua rồi ha. Đó, cái chót này của nó là 1m7, nhưng mà cây còn phát triển cao lên nữa, nên mình có thể dựa vào cái thế cây mà mình sẽ làm cái vòm á, cái vòm cổng rất là đẹp nha cả nhà. À, cây vú sữa này thì rất là lớn rồi nè. À, mình về trồng ha, chừng mấy tháng một năm là có thể đơm hoa kết trái. Đây, vú sữa bơ hồng. Hai cây rất là xanh mướt luôn. Màu mọc, cái thế nó rất là đẹp. Rồi, nếu ai mà thích sở hữu cặp mà vú sữa bơ hồng này hoặc là thích một cây thì liên hệ với mình ha. Cây này cây lớn nha cả nhà. Rồi bây giờ chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại những video kế tiếp.